Dạ vâng ạ. Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác, xin được gửi lời kính chào tới tất cả quý anh chị em. Và các bác vừa được nghe trải nghiệm và tham khảo chất âm của một bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp. Và trong video này rất là vinh dự cho em khi được giới thiệu, quảng bá, chào bán tới các bác. Như các bác đã biết, một bộ sản phẩm karaoke có lẽ là chưa đủ tất cả các thiết bị đồ điện tử âm thanh, nhưng có thể nói rằng chất âm của nó đã rất là hay. Vì sao có một chồng như thế kia rồi mà em vẫn nói là chưa đủ? Vì xin được chia sẻ với các bác, khi các bác đã chơi, đang chơi và đang tìm hiểu trong một bộ sản phẩm karaoke hoặc trong một bộ sản phẩm nghe nhạc, thì chắc là chưa biết đến lúc nào là đủ, đúng không các bác? Vì những người đam mê, những người thích chơi thì luôn luôn muốn tìm tòi và luôn luôn là muốn nâng cấp. Trong một sản phẩm này đã có đẩy 4 kênh lọc xì, lâng tiếng, vang và mic không dây. Nếu như các bác nói rằng là chắc là không còn thiếu cái gì, thì em xin được chia sẻ, nó còn thiếu cái quản lý nguồn. Và sau khi có quản lý nguồn rồi, các bác nói là chắc cũng không còn thiếu cái gì, em lại xin chia sẻ thêm, nó thiếu cái đầu giải mã nhạc mạng DAC X7. Và khi có quản lý nguồn rồi này, DAC X7 rồi này, các bác nói rằng đủ rồi, nhưng em nói là vẫn còn thiếu. Chúng ta thiếu một đôi loa lời để hỗ trợ tiếng ca nữa. Và sau khi lại có loa lời rồi thì em bảo là vẫn thiếu, nó thiếu thêm quả súp. Nói chung rằng là đã chơi và đam mê âm thanh thì không biết đến bao giờ là đủ các bác ạ. Xin được trân trọng giới thiệu tới các bác cũng như là anh em một bộ sản phẩm karaoke. Các bác vừa được nghe trải nghiệm và tham khảo chất âm với một đôi loa đồng trục bát 50 LS Audio, sử dụng bát 40 từ leo, đồng trục và tép leo, thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. Đôi loa này em đang chào bán với giá là 14 triệu đồng trên một đôi. Giá trên này em chào bán tại cửa hàng. Thì cũng xin được trân trọng giới thiệu, đôi loa này em cũng test luôn cho anh Nguyễn Văn Hải. Anh có địa chỉ tại ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, Cai Lậy, Tiền Giang, với số máy 0967 363 626. Anh Văn Hải hay được gọi cách khác là Mến, đúng không ạ? Và đôi loa đồng trục này nó lại may mắn với cửa hàng hơn một chút nữa, đó là rất nhiều các bác thích và nói rằng là phải chuyển tiền trước, nếu không sợ mấy em nữa đủ tiền thì lại hết hàng. Các bác lưu ý nhá. Thì em chỉ còn 2 đôi nữa thôi. Các bác, em chỉ còn 2 đôi nữa thôi. Các bác sẽ gọi điện sớm cho em, hay gọi điện sớm cho em các bác nhá. Đấy, em nhận của anh Hoàng Bảo, có địa chỉ tại Hưng Hà, Thái Bình. Đấy, mua đôi loa đồng trục giá 14 triệu đồng chép kèn, đúng không ạ? Và sang đầu tháng anh sẽ qua cửa hàng lấy thêm đẩy và vang ngu tin, anh chuyển và em đã nhận được 10 triệu đồng. Đấy, anh Hoàng Bảo. Đó là các bác khách hàng yêu mến và thích chất chất âm của các loa đồng trục này, cho nên là phải chuyển tiền trước. Vâng, em vừa nhận được địa chỉ của một bác khách hàng nữa. Đấy, ở Thanh Hóa, cháu nhá. Vừa nhắn tin, nhưng mà các bác có lưu ý, nhắn tin báo địa chỉ cho em, vui lòng thêm cho em cái sản phẩm là cái vang, cái mic, cái lưng hay đôi loa gì đó để em còn biết các bác nhá. Thì tí em sẽ nhắn tin lại luôn. Ok, đúng không ạ? Xin này, tên sản phẩm, đúng không ạ? Đấy, thì các bác vui lòng nhắn tin cho em đầy đủ nhá. Các bác nhắn tin này em cảm ơn. Ok. Đấy, cộng số điện thoại, đúng không ạ? Số này, điện thoại. Ok chưa các bác? Đó, anh Mai Văn Loan, đúng không ạ? Và trong bộ sản phẩm này em xin là giới thiệu một chiếc đẩy 4 kênh. Thế tại sao lại sử dụng đẩy 4 kênh trong cái bộ sản phẩm này? Thì xin được chia sẻ, đẩy 4 kênh nó rất là phù hợp. Bởi vì sao? Hôm nay các bác mua một đôi loa này là đủ, nhưng ngày mai các bác mua thêm một đôi loa kiểm âm, loa lời, mình đấu vào đây một kênh nữa, và biết đâu đó một ngày nào gần nhất các bác đủ điều kiện, hoặc là muốn nghe thêm tiếng bass nó sâu, mua thêm một quả súp bass 40 hoặc 50 dòng súp hơi các bác nhá, đánh với một kênh còn lại rất là hay, chuẩn chỉ luôn, mà không phải thay đổi, không phải bán đồ đi. Chiếc lọc xì
Chiết lọc xì nó quá là tác dụng cho cái tiếng nhạc, để cho chất nó chi tiết hơn này, nó hay hơn, tiếng tép nó sắc nét hơn, lời nó sáng, bass nó sâu. Lọc xì B3 hàng loại 1 Trung Quốc em đang chào bán giá 2,5 triệu là bao ship, 2,4 triệu tại cửa hàng. Thì trong video này em giới thiệu đến các sản phẩm luôn các bác nhá. Đẩy K8 đời thứ 2 dòng cao cấp em đang bán 7,4 triệu, các bác lưu ý. Dòng này là dòng cao cấp đẩy chạy mạch class AB, đẩy size 2U, công suất đạt 800W trên một kênh, đó là nhà máy. Báo còn thực tuệ em đo được 1000W các bác nhá. 8 ohm, đấy còn 4 ohm nó khỏe hơn. Lưng Prel AC2020XS, nói chung là em bán rất là nhiều hàng ngày rồi. Vang GD Gutin KM320 em bán quá nhiều hàng ngày rồi. Mic không dây AMG mã số là KM1, các bác có thể xem tham khảo, rất là chất lượng luôn. Vang 2,8 triệu tại cửa hàng, mic 4,1 triệu tại cửa hàng, có pin có sạc, loa 14 triệu. Vậy là các bác đã cộng được ra bộ sản phẩm này, chất âm em bao hay, có độ bền cao, cho các bác cũng như là anh em yên tâm sở hữu và chơi. Và ngay bây giờ em mời các bác sẽ cùng nghe chất âm một chút nữa các bác nhé, để các bác sẽ cùng cảm nhận. Đây là đánh độc lập không có súp các bác nhá. Đánh độc lập không có súp. Đó. Loa 40 LF audio dòng loa đồng trục. Và đây ạ, em mời toàn thể các bác cũng như là anh em một lần nữa chiêm ngưỡng và xem lại về nội thất của đôi loa đồng trục này. Đấy, bass xương cá, xương nhôm đúc nguyên khối. Từ leo, tép leo rất là khôn. Đồng trục thì sao? Tiếng bass nó sâu và lớn, nó trầm. Tiếng nòi nó sáng, sắc nét, chi tiết, thiên về tiếng ca các bác nhá. Và đây là mặt trước, loa đảm bảo là còn mới, còn đẹp, bao riêng nguyên bản. Phần trăm em không đánh giá, các bác và anh em sẽ cùng đánh giá về phần trăm cho em. Đấy, rất là chất. Phân tần rất là to. Tiêu âm dòng nỉ thùng gỗ 4 nốt thoát khí các bác nhá. Và mời toàn thể các bác sẽ cùng nghe tiếp. Mọi thông tin chi tiết liên hệ hoặc muốn mua ủng hộ sản phẩm, ủng hộ cửa hàng, các bạn liên hệ cho em qua số máy 0365888988, 0368891555. Các bác thân mến, các số điện thoại để cửa hàng em phục vụ các bác được em giới thiệu chuyên nghiệp cũng như là riêng biệt các bác nhá. Số máy khi các bác đã yêu mến, ví dụ các bác thích đôi loa LS này, các bác muốn đặt hàng, các bác gọi cho em các số máy ở trên tâm biển, hai số di động, một số máy bàn. Và nếu như các bác nhận hàng gặp lỗi kỹ thuật, không biết cách đấu lối, các bác sẽ gọi số máy của phòng kỹ thuật 0972858333. Các bác lưu ý các số máy các bác gọi đúng giúp em ạ. Vì nếu như các bác muốn mua một cái sản phẩm nào đó mà các bác lại gọi đến số máy phòng kỹ thuật thì anh em không biết. Còn nếu như các bác gặp cái trục trặc về phần kỹ thuật, các bác gọi đến số máy phòng kinh doanh thì các anh chị em cũng không biết. Vì vậy là các bác gọi đúng số cho em. Trục trặc về phần kỹ thuật, gọi số 0972858333. Còn các số di động trên tâm biển là số bán hàng. Chốt đơn hàng cho toàn thể các bác để tư vấn các bộ sản phẩm karaoke, tư vấn các thiết bị đồ điện tử âm thanh các bác nhé. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác một lần nữa.